Sáng ngày 6 tháng 10 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ đội Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức tiếp nhận 239 ngư dân bị lực lượng chức năng Indonesia bắt giữ và được tàu CBS 8001 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đưa từ Indonesia về Việt Nam. Số ngư dân bị lực lượng chức năng Indonesia bắt giữ được trao trả về nước lần này thuộc 6 tỉnh, gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, Tiền Giang, Bình Định, Kiên Giang và Bạc Liêu. Trong đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có số lượng đông nhất với 112 ngư dân, Bạc Liêu có số lượng ít nhất với 8 ngư dân. Đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, vùng Cảnh sát biển 3, Sở Ngoại vụ, Công an và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành tiếp nhận, hướng dẫn ngư dân thực hiện các thủ tục theo đúng quy định. Đây là lần thứ hai trong năm 2017, lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu tiếp nhận ngư dân Việt Nam do vi phạm vùng biển của Indonesia trong khi đánh bắt hải sản, bị bắt giữ được Indonesia trao trả cho Việt Nam.